Ờ right, xin chào mọi người. À, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của tôi. À, và hôm nay thì vẫn là tôi sẽ vẫn mang chiếc xe tải Tera 100 ra để à, tiếp tục câu chuyện với các bạn. À, tại vì ở Tây đô chúng tôi thì Tera là đặc sản rồi. Tera 100 ở đây. Đấy. Thì trong cái thời gian vừa qua ấy, trong cái thị trường xe tải nhẹ dưới 1 tấn thì chiếc xe tải Tera 100 này đã chính thức gọi là một trong những hiện tượng làm mưa làm gió như thị trường và được rất nhiều các bác tài quan tâm đến. À, đối với dòng này ấy, à, thì rất vinh dự là trong năm nay nhà máy đã đưa ra phiên bản 2021. Đấy, từ đầu năm đã có 2021 rồi. À, đối với mọi năm thì tất cả các dòng xe hầu hết là phải rơi vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 của năm sau thì bắt đầu mới ra được đời của mới của nó. Thế nhưng mà năm nay riêng với chiếc xe tải Terra 100 này, nhà máy đã chính thức cho ra được phiên bản đời 2021 ngay từ đầu năm. Nó thể hiện được điều gì? Thể hiện thứ nhất đó là dòng xe này rất chất lượng. Đấy. À, cái khối lượng tiêu thụ cũng rất là nhanh chóng rất là nhiều. Cho nên nhà máy đã có thể tiêu thụ hết hàng và có thể đẩy ra được cái đời mới. Thế nhưng mà hiện tại ấy, đối với những cái đại lý mà họ bán hàng không chưa được tốt thì họ sẽ vẫn còn tồn tại những cái đời 2020, thậm chí là có thể có cả 2019. Thế nhưng mà làm sao để khách hàng có thể phân biệt được đâu là 2020 đâu là 2019 và đâu là 2021 mà trong khi đó mua thì mình vẫn phải mua một cái giá với cái dòng xe mới và giá ngang nhau đấy à, nói thêm một chút để cho các bạn biết là riêng đối với dòng xe tải này thì cái đời xe nó mang lại cái giá trị rất là lớn các bạn mua xe bị tụt mất 1, 2 năm thậm chí là 3 năm thì cái đời đời xe của xe tải này nó chỉ tồn tại trong 22 à, 25 năm thôi Thế nên là khi mà các bạn mua xe ấy, với một cái mức giá chung trên thị trường rồi nhưng mà mình bị thiệt về đời xe thì nó là một cái tổn hại cực kỳ lớn. Đấy. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để làm sao các bạn phân biệt được cái đời xe nó là đời xe bao nhiêu. Đấy. Mặc dù là các bạn lên trên mạng đối với cái thời đại thời đại 4.0 này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi trên mạng hết. Thế nhưng đối với riêng cái ngành xe tải này ấy, thì rất nhiều tức là cái đối tượng của người lái xe cũng tầm tuổi trung trung rồi, không phải ai cũng sẽ tiếp cận được với công nghệ. Vì thế nên là chúng tôi sẽ phải ra ký tưởng là sẽ phải làm một cái video để hướng dẫn các bác một cách chi tiết hơn, dễ hiểu hơn. Đấy. Thì nói qua một chút về chiếc xe tải Tesla 100 này nhé Đây, như các bạn thấy vẫn một cái vẻ bề ngoài như thế. Vẫn là cụm đèn pha bi C nhông này. Hình chiếc lá này, vẫn cái mặt ca lăng như này, lưới tản nhiệt như này. Về tổng thể mà nói thì đời 2020, 21 và 19 vẻ bề ngoài là ngoại thất, thất và nội thất vẫn y hệt nhau. Đấy, vẫn kính chỉnh điện. Vẫn điều hòa hai chiều. Vẫn vô lăng trợ lực lái điện. Đấy. Nói chung là ngay từ khi ra đời thì chiếc Tera 100 này đã có đầy đủ những cái tính năng hoàn thiện rồi. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu rồi. Nên chúng ta cũng nhà sản xuất trong năm mới cũng đã không Tạm thời là vẫn chưa nghĩ ra được một cái gì mới mẻ hơn hoặc là uh, Chưa nghĩ ra là còn thiếu cái gì để có thể thêm vào chiếc xe Teda 100 này Đấy rồi uh, Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái mục đích chính của video đó Chính là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để nhận biết được đời xe là bao nhiêu đúng không Tại vì chúng ta nhìn bề ngoài và ở trong nó chẳng khác gì nhau nữa rồi Thì cách duy nhất để chúng ta có thể phân biệt được cái đời xe Nó là đời bao nhiêu Là bằng cách chúng ta xem số khung Và đối với dòng xe Teda 100 này Thì nói chung là ở xe nào cũng thế thôi số khung uh, của nó một là sẽ nằm ở trên uh, thùng hai là sẽ nằm ở giữa ghế lái uh, phụ đấy và ghế phụ thì các bác các bác biết rồi nó là cái bên còn lại đấy thì bây giờ tôi sẽ mở cái uh, mở cái ghế phụ này ra đây đầu tiên thì chúng ta sẽ um, ngả cái ghế xuống này sau chúng ta sẽ mở hai cái lớp khóa lên đây đây sẽ có một cái dây để cho chúng ta có thể treo cái nắp ghế này lên Rồi Đây ở trên trước ra đây cũng ghi số pin vin chính là số 0 Chúng ta lật cái này lên Đấy Các bạn có thể lên trên mạng search Nó cũng sẽ ra cách hướng dẫn Thế nhưng mà chúng ta đọc thì đôi lúc thì sẽ có một số cái độ tuổi khác nhau ấy Thì cái cách tiếp cận nó cũng khác nhau vì thì không ai cũng không thể ai mà cũng đọc mà cũng thể tưởng tượng ra được. Vì thế tôi sẽ hướng dẫn uh, chi tiết cho các bạn. Đấy. Thì ở số 0 uh, của mỗi một chiếc xe tải nó sẽ gồm 17 uh, ký tự cả số cả chữ. Và đặc biệt là sẽ không sử dụng uh, chữ o, chữ Y và chữ q để tránh trường hợp nhầm lẫn với số 1, số 2, số 0. Đấy. Như các bạn thấy ở đây thì không hề xuất hiện những cái ký tự đấy. Rồi tôi sẽ nói qua một chút này từ ký tự số 1 đến số 3 là biểu thị đơn vị sản xuất này, nhà nước sản xuất này. Đấy. Thì R thì là sẽ là lắp ráp ở trong Việt Nam chúng mình rồi. Đấy. Còn từ ký tự số 4 đến số 8 là đến đây. Là sẽ biểu thị một số ví dụ như cái trang thiết bị này, rồi là động cơ của dòng xe nói nói riêng đấy. Còn ký tự số 9 này là để xác minh rằng đây là một cái số cung số cung thật, không phải là hàng nhái còn uh, ký tự số 10 ở đây tất cả các dòng xe tải uh, thì ký tự số 10 trong dãy số ký tự uh, của số cung nó sẽ biểu thị cái năm sản xuất chính là cái đời của xe đấy thì uh, các bạn cũng biết rồi uh, cái số cung này nó cũng như kiểu là cái số năm sinh của mỗi một con người ấy. thì chiếc xe cũng vậy, nó sẽ có cái năm ra đời của nó thì mình sẽ biết là nó bao nhiêu tuổi rồi À, thì đây ở đây thì cái ký tự số 10 tức là chữ M này chính là biểu thị cái nó chính xác Nói nó một cách thực tế hóa nhất là năm sinh của chiếc xe này. Và ở trong bảng chữ cái ấy, thì các bạn bỏ chữ Y với cả chữ O đi thì chữ M này sẽ biểu thị cho vị trí là đời 2021. Và đổi lại ví dụ ngược lại mà các bạn xem vào cái xe 2020 thì nó sẽ là cái chữ L. L cao ấy. Đấy Thì sẽ là đời 2020 Và cứ lùi đi thêm một chữ thì nó sẽ là giảm đời đi Đấy các bạn cứ phân biệt theo cái ký tự trong cái bảng chữ cái là được Còn những cái số còn lại đây nó sẽ biểu thị là cái thứ tự sản xuất của chiếc xe Tức là chiếc xe này sẽ là đã là chiếc xe thứ 1868 được sản xuất ra rồi Đó Cực kỳ đơn giản thôi Các bạn chỉ cần để ý một chút là chúng ta có thể phân biệt được cái đời xe rồi đời xe chỉ nằm ở ký thị ký tự số 10 này nhá bạn các bạn nhá và ở đây chiếc xe này là đời 2021 thì nó sẽ là chữ M đó rất đơn giản rồi ok à, thực ra thì cái video hôm nay nó cũng không có gì đặc sắc cả chỉ là một cái video mang cái tính chất là chia sẻ một chút thôi tôi muốn chia sẻ đến các bạn cũng như là các khách hàng của tôi làm sao để cho các bạn khi đi mua xe không hề bị thiệt thòi về giá trị của chiếc xe đấy Uh, ví dụ như đời hôm nay là đã là năm 2021 rồi. Nếu mà các bạn không để ý ấy, uh, những cái đại lý thực ra thì mình cũng phải thông cảm một chút là những cái đại lý mà người ta bán không hết hàng được ấy thì người ta cũng sẽ phải đẩy đi thôi và đương nhiên người ta sẽ che giấu cái đời, người ta sẽ không nói rõ không nói rõ cho khách hàng. Và khi uh, thậm chí là có những khách hàng ra biển rồi cũng không để ý đến đời xe đâu. Đấy thế nhưng mà các bạn nên uh, lưu ý một chút tại vì cái xe tải này đời xe của nó chỉ đến 20 25 năm thôi. Nếu các bạn bỏ đi mất 1, 2 năm mà vẫn mua với cái giá trị xe như xe mới đấy thì các bạn rất là thiệt thòi đấy. Tôi là một người bán hàng Quan điểm của tôi là bán hàng phải có tâm cho nên tôi không muốn là các khách hàng của tôi sẽ bị che mắt bởi những cái không đáng như vậy đấy. Ngoài ra như các bạn cũng biết ấy, ở Tây Đô chúng tôi thì Tera 100 là đặc sản rồi Rất nhiều vì thế nên nếu các bạn có quan tâm đến dòng xe này thì hãy đến Tây Đô của chúng tôi và làm việc với đội ngũ uh, chuyên nghiệp của chúng tôi. Uh, các bạn uh, kinh doanh bên chúng tôi rất là chuyên nghiệp, uh, biết rất nhiều và cũng có thể uh, hỗ trợ cũng như là tư vấn khách hàng làm sao để cho khách hàng mua được một chiếc xe chất lượng và như mong đợi đấy với một cái giá cả rất là hợp lý và có nhiều cái gói uh, hỗ trợ cũng như là gói khuyến mại đầu năm rất hấp dẫn đang chờ đợi các bạn đấy. Nếu mà các bạn có quan tâm thì hãy đến Tây Đô hoặc là liên hệ với tôi qua số điện thoại tôi đã để dưới màn hình. Ngoài ra thì để những có những cái video mà để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi biết hoặc là những cái kinh nghiệm mà trong ngành xe với nhau ấy thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là đăng ký kênh và like xem video của tôi để tôi tiếp tục nghiên cứu những cái chủ đề uh, chia sẻ những cái ý nghĩa tốt hơn để tôi sẽ làm những cái video gửi đến các bạn. À, vâng cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại Ở những video tiếp theo Xin chào